Cô thân ái chào các bạn sinh năm Mậu Dần 1998. Các bạn có mệnh là Lộ Bàn Thổ. Và vận niên cuộc đời của mình đó là khóa Lâm Chi Hổ. Thì hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các bạn về cái tháng sinh của các bạn. Chúng ta biết là cái cuộc đời của chúng ta như thế nào qua cái những cái lần mà nói về tử chi. Nhưng mà hôm nay cô sẽ chi tiết cho các bạn để mà biết chúng ta không phải sinh cái tuổi Mậu Dần rồi cuộc đời của ai đó cũng na ná như vậy, mà ta sẽ phân tích thêm để coi nó sẽ được thuận lợi hay nó khó khăn như thế nào, thì nó còn tùy theo 12 cái tháng sinh của các bạn nữa nha các bạn. Thì nói chung các bạn, khi mà các bạn bước vừa ra đời á, thì gia đình các bạn đó trong cái hoàn cảnh nó không được thuận lợi lắm, tiền bạc khó khăn, đôi lúc tiền đàm không có đủ sinh sống. Cái bản chất của các bạn đó đa phần là những cái người tuổi Dần thường nóng nảy, nhưng các bạn thì lại khác. Các bạn không phải là một cái con cọp hung dữ nóng giận nóng nảy gào thét lên, mà các bạn là một cái con người hiền lành. Các bạn trong cái cuộc sống các bạn thường giúp đỡ những người khác, và đặc biệt là các bạn lại bị người khác áp bức lên mình. Mình cũng giỏi giang, cũng chịu thương, chịu khó, nhưng mà cái trên cái con đường đời của mình sao mà nó tài lộc nó ít ghét thêm mình như vậy. Thì đường làm các đàm ăn các bạn không có thuận thảo, nên đa phần các bạn có cái cuộc sống là các bạn xa quê, lên xứ người để làm ăn. Nhưng mà có đôi lúc lại bay chìm bay nổi, lại trụ không nổi ở một nơi. Đã mang tiếng là tuổi Dần nè, rồi gặp cái năm Mậu nữa, cho nên các bạn thường thường dở dang trong cái vấn đề hôn nhân. Thì muốn tốt đẹp trong vấn đề hôn nhân thì cô có một mách nước cho các bạn. Là các bạn nam á, là ở cung Khôn, thì các bạn nên tìm vợ ở cung Cấn, cung Đoài, cung Càn. Các bạn nữ là ở cung Tốn, cho nên các bạn nên tìm cái đối tượng của mình đó là ở cái cung Khảm, cung Chấn và cung Ly, hoặc là cùng cung với mình là cung Tốn. Các bạn nên tìm những cái người mà có cái mệnh mệnh quả hay mệnh kim, thì các bạn phối hợp được những cái điều kiện đó thì chúng ta hôn nhân của chúng ta nó dễ dàng, nó thuận lợi hơn. Thì đây là cô nói cho các bạn biết là cái giai đoạn này là cái giai đoạn từ trẻ, từ lúc bé cho đến cái thời vận của các bạn là cái thời vận khoảng 30 đến 40 thôi. Còn sau này cái cuộc đời của mình nó sẽ chuyển biến như thế nào thì còn tùy thuộc vào cái quan trọng nhất là cái giờ sinh, cái ngày sinh. Tại vì cái năm sinh chúng ta có thể chuẩn bị được, chúng ta có thể tính toán để mà chúng ta, hoặc tháng sinh chúng ta cũng có thể tính được. Nhưng mà cái giờ sinh và cái ngày sinh chúng ta không định được. Cho nên đây mới là cái yếu tố quyết định để coi cái vận mạng về sau của các bạn nó sẽ như thế nào. Bây giờ cô bắt đầu vào trung tâm của bài. Những người sinh tháng 1 âm lịch là những người sinh tháng Giáp Dần, sinh tháng 2 âm lịch là cái tháng Ất Mão. Thì đặc điểm của những cái bạn sinh ở cái tháng này á, thì lúc trẻ các bạn gia đình các bạn cũng có khó khăn, tiền bạc làm không được bao nhiêu, cuộc sống nó không đủ chi cho cái cuộc sống. Khi các bạn vào đời thì nó có một cái phần là nó nhỉnh hơn một chút, nghĩa là nó tương đối nó dễ làm ăn, tương đối nó dễ làm ăn. Riêng các bạn sinh mà cái tháng 2 á thì tuổi nhỏ đã khó khăn, mà khi mà mình bước vào đời, mình bước đến tuổi trưởng thành thì mình gia đạo của mình nó cũng như vậy, nó cũng không có gì chuyển biến, nghĩa là nó khó khăn, tiếp nối khó khăn. Các bạn thường thường rồi các bạn lớn lên, các bạn đi mưu sinh, các bạn lập nghiệp thì thường thường là làm ăn thất bại, thua lỗ. Các bạn phải đấu tranh trong cái cuộc sống này nó rất là nhiều. Cuộc sống của các bạn đó thì thường thường các bạn bị áp lực trong cái cuộc sống rất nhiều. Cái tinh thần chiến đấu của các bạn cao, mà cái cả dễ thấy cái cuộc sống mình đâu đâu cũng gặp khó khăn, cho nên
các bạn thường gặp những cái vấn đề xung đột giữa bản thân mình với gia đình và cái xã hội. Bản mệnh của mình là lộ mạng thổ mà gặp nó mệnh thủy, cho nên nó tương khắc. Cho nên ta thấy được cái gia đình của các bạn đó, trong cuộc sống của bạn nó thường luôn là bị áp lực trong cái vấn đề kinh tế, gặp nhiều cái tiếng thị phi, những cái tranh chấp, những cái đua tranh. Mình đã khổ rồi mà người ta còn tìm cách người ta bơi móc, người ta làm khổ cho mình nhiều nữa. Như vậy thì cô đánh giá của các bạn là không được đến độ trung bình nữa. Cuộc sống của các bạn nó từ ở mức trung bình trở về xuống khoảng là, nếu mà cho thang điểm 100 điểm thì các bạn chỉ đạt được có khoảng 40 điểm thôi. Các bạn sinh tháng 3 là cái tháng Bính Thìn, và tháng 4 là cái tháng Đinh Tỵ. Chúng ta sinh trong cái tháng 3 và cái tháng 4 của năm Dần này á, thì có một cái chuyển biến tốt là khi mà mình sinh ra giai đoạn nhỏ, giai đoạn đầu đời của mình có khó khăn, có vất vả, nhưng mà khi mình lớn lên thì lại có gia đình mình, thì bản thân mình khi mà vào đời cũng gặp những cái thuận lợi trong cái cuộc sống. Cho nên các bạn có những cái, có cái sự phấn khởi trong cái cuộc sống, trong cái công ăn việc làm á, thì các bạn đi ra đời á, thì các bạn làm việc thì nó thường thường bình ổn, không có cái sự mà phá rối, không có sự tranh chấp nhiều. Mình thường thường rất bình ổn trong cái công ăn việc làm, anh em trong gia đạo của mình nó cũng thuận thảo. Mà bản mệnh của mình là mệnh lộ bằng thổ, mà gặp bạn gặp thổ, cái tháng sinh mình này là tháng thổ, cho nên nó thuận lợi. Thổ thổ thì cái bước đầu nó có khó khăn, nhưng mà về sau nó phát triển, gia đình mình càng ngày càng mạnh mẽ, điền sản càng ngày càng tăng trưởng. Thì nhận xét của cô á, là cái bạn này á, khoảng chiếm được khoảng 60 điểm trên trung bình, 60 điểm. Những người sinh tháng 5 là tháng 5 âm lịch, đó là cái tháng Mùng Ngọ, và cái tháng 6 âm lịch là cái tháng Kỷ Mão, Kỷ Mùi. Đặc điểm của cái tháng của cái người sinh trong cái tháng này á, thì thuở nhỏ chúng ta làm ăn không được thuận lợi, tại vì cái năm tháng của các bạn nó xung khắc, tiền bạc nó cứ vơi đi, mà làm ăn thì cứ thua lỗ. Thì bạc tiền cứ ra là chúng ta làm mà không có của đủ sinh, cho nên chúng ta thường gặp những cái chuyện bất lợi. Nhưng mà khi giai đoạn cho các bạn lớn lên thì nó có cái những cái chuyển biến, là tiền bạc mình làm nó có, nó không khó khăn như cái giai đoạn ban đầu đầu đời của mình. Nhưng mà vì nó đã có cái khó khăn ở cái bước ban đầu rồi, cho nên mình thường thường giống như là người ta nói, gió nhà vô nhà trống, tiền vô nhà trống như gió nhà thổi nhà khờ nghèo á, thì đi cửa vô cửa trước thì nó ra cửa sau. Dẫu là mình làm được có tiền nhưng mà nó cũng không đủ cho cái chi phí của mình. Nhưng mà giữa liên hệ giữa cái can năm và cái can tháng thì nó bình ổn, cho nên nó trong cái cuộc sống của bạn nó không đến nỗi nào khó khăn lắm. Mọi việc nó sẽ bình thường, nó sẽ ổn định, các bạn không quá gặp khó khăn. Trong cái gia đạo của các bạn đó thì anh em nó, cái bạn sinh tháng 5 á, thì thường thường trong cái gia đạo của mình anh em nó thùy thuận hòa, hợp ý với nhau, vui vẻ, khăng khít với nhau lắm. Rồi khi mình ra đường mình làm cái công ăn việc làm thì cũng gặp người giúp đỡ, gặp cái người ta trương trợ cho mình. Riêng các bạn sinh tháng 6 âm lịch thì khi mà ra đường á, thường thường gặp những cái người ta ganh ghét, những người ta tị hiềm với mình, cho nên có cái khó khăn trên cái bước đường làm ăn của các bạn.
thì các bạn cần nên cái tinh bản, cái tính mình nó có thể nổi nóng lên, vì tại vì nó khó khăn quá, con người ta khó khăn thì đâm ra nó bực, giọng nó cáu gắt, thì mình nên dịu dàng một chút, mình phải nhịn nhàng một chút. Trong cuộc sống của mình cần phải ôn nhu trong cách sống, hãy lắng nghe người khác, người ta nhắc nhở mình thì mình nên lắng nghe, mình đừng khư khư, mình ôm lấy cái tôi của mình thì cái cuộc sống của mình nó sẽ dễ dàng hơn. Các bạn là mình, năm sinh của mình là thổ và cái tháng sinh của mình là quả, cho nên nó có phần sinh xuất. Nhưng mà thực tế quả này với thổ này nó không có ảnh hưởng gì nhiều, cho nên cái bước con đường làm ăn của các bạn nó cũng thương thảo, mọi việc đều rất bình ổn. Thì cô nhận xét cái tuổi này ở cái chừng mực là 50 điểm. Qua những cái người sinh tháng 6 âm lịch, tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 này. Sinh tháng 7 âm lịch là cái tháng Canh Thìn, và sinh cái tháng 8 âm lịch là cái tháng Tân Dậu. Thì khi bước vào đời của các bạn không còn có những cái khó khăn như cái thuở ban đầu, nó có phần thuận lợi hơn. Nó có phần nó giống như cái người của cái tháng trước đó, là tiền bạc làm nó có dễ dàng hơn, nó dễ thở hơn. Nhưng mà mình vẫn phải chi phí cho rất nhiều cái, cho cái cuộc sống. Làm thì có tiền nhưng mà chi phí cho quá nhiều, cho nên mình không nắm giữ được cái đồng tiền. Giữa cái năm, cái năm thiên can năm và cái thiên can tháng đó, nó lại là cái tương vấn đề tương sinh. Cho nên trong cuộc sống của các bạn thường thường nó có thuần thuận lợi hơn, tốt đẹp hơn. Trong cái cuộc sống mình thường thường gặp những cái người người ta giúp đỡ, trong cuộc sống mình thường thường gặp những cái quý nhân giúp đỡ của mình, anh em của mình nó cũng hòa thuận. Trong công ăn việc làm thì dù tháng 7 âm lịch hay tháng 8 âm lịch gì thì các bạn không gặp những cái bất trắc trong cái công ăn việc làm, không gặp người tị hiềm, không gặp người ganh ghét của mình, cho nên trong cái công việc làm ăn của mình nó được bình hòa. Mệnh của các bạn á, mệnh năm á là mệnh thổ và cái mệnh tháng là mệnh kim, cho nên nó có phần sinh xuất. Nhưng mà hai cái phần này nó cũng không có đến nỗi mà nó đối nghịch lắm như nhau, cho nên tao thấy cái cuộc sống của các bạn nó dễ thở, nó đưa đến cái cuộc sống của các bạn được tốt đẹp, được vui vẻ hơn. Thì bây giờ cô nhận xét là các bạn đạt được khoảng 60 điểm. Trong cái cuộc sống của các bạn thì các bạn đạt được 60 điểm thì nó tương đối là ở mức độ là nó ở trên cái trung bình. Bây giờ qua cái người sinh tháng 9 âm lịch là cái tháng Nhâm Tuất, và sinh tháng 10 là cái tháng Kỷ Hợi. Thì ta nhìn chung là giữa cái năm sinh của các bạn đó, nó xung, nó không thuận lợi. Nhưng mà cái tháng sinh của các bạn đó tiếp tục là cái khắc xuất nữa, nó lại xuất, nó lại xấu nữa. Rồi cái can giữa liên hệ giữa cái căn năm và tháng nó lại tiếp tục là khác, cho nên đây là cái điều mà cái đặc biệt nhất ở trong những cái người tuổi Mậu Dần, là những cái người này đầy dẫy những cái khuyết điểm, đầy dẫy những cái mà xung khắc. Từ nhỏ mình đã sống không được thuận lợi rồi, khi lớn lên công ăn việc làm của mình nó không thuận lợi, tiền bạc không có, mà trong cuộc sống của mình thường thường gặp những cái khắc kỵ, nên từ ở trong gia đình ra đến ngoài xã hội, cho nên cái tính tình của những cái người ở trong cái sinh trong cái tháng này thường thường là nó có sốc nổi, có cái những cái buồn bực. Mặc dù vậy cái công ăn việc làm của các bạn nó bình ổn,
Thường thường khi mà ra đời thì các bạn làm công ăn, cái công ăn việc làm của các bạn đó thì nó bình ổn, được người ta giúp đỡ, các bạn không khó khăn trong cái khi mà đi xin việc, tìm việc. Mình xin việc, mình tìm việc được, nhưng mà cái tiền, cái thu nhập, phải nói là làm xin được việc, nhưng mà cái tiền lương nó có xứng đáng với cái công việc của mình hay không, đó là một việc. Cho nên mình làm được việc nhưng mà nó cái lương nó không cao. Rồi sang khi mà phân tích giữa cái liên hệ giữa cái mệnh của năm của bạn là mệnh lộ bằng thổ nè, rồi cái mệnh tháng của các bạn là đại hài thủy, nghĩa là thổ và thủy nó tương khắc. Điều này cho ta thấy tiếp một cái nữa là cái cuộc sống của các bạn luôn luôn gặp những cái bất trắc. Tiền bạc thì gặp những cái trắc trở không được thuận lợi. Cái công trong cái cuộc sống của mình đó thì mình gặp rủi nhiều hơn may. Chị đánh giá của cô theo cái thang điểm thì cô thấy là các bạn này dưới 50 điểm. Ta nói vừa đến tháng 9, tháng 10. Rồi cô sẽ tiếp đến cái bạn sinh tháng 11 và tháng 12. Sinh tháng 11 âm lịch là tháng Giáp Tý. Và tháng 12 âm lịch là cái tháng Ất Sửu. Thì đánh giá chung á, thì dày năm á, thì các bạn xung không tốt. Và cái thiên can năm của bác bạn, thiên can địa chi năm nó không tốt. Nhưng mà qua tháng thì nó có phần khá hơn, nó có phần vượt trội hơn. Nhưng những bạn sinh tháng 12 á thì lại không được tốt đẹp nha. Và giữa liên hệ, khi mà liên hệ giữa năm sinh và tháng sinh thì nó có cái phần sinh xuất, nghĩa là chúng ta làm được cái công việc gì đó thì nó có tiền bạc, nhưng mà nó cũng phải chi phí ra cho bên ngoài rất nhiều. Nhìn chung là cái tuổi trẻ của mình đó, là cái gia đình mình, nó gia đạo của mình nó khó khăn về tiền bạc. Cha mẹ mình làm tiền bạc nó cũng không được nhiều. Rồi khi mà mình lớn lên một chút thì cha mẹ mình có cái phần khả làm ăn nó khả quan hơn nữa. Rồi mình đến tuổi mình trưởng thành, mình đi vào đời mình làm thì mình cũng có tiền. Nhưng bây giờ gia cảnh của chúng ta có cái khó khăn, cho nên tiền làm nó không đủ chi phí cho cái cuộc sống của mình. Cho nên các bạn không chưa nắm giữ được cái đồng tiền. Khi mà tìm hiểu về cái công ăn việc làm của các bạn như thế nào thì cái những người sinh ở tháng 11 âm lịch và tháng 12 âm lịch đó, thường thường á nó công việc của mình nó thương thảo. Mình thường không gặp người ta phá rối công việc mình làm gì việc được bình ổn, có công ăn việc làm thường xuyên. Rồi chúng ta xét giữa cái năm, giữa cái mệnh của năm, mệnh của cái năm của các bạn đó là mệnh thổ, và mệnh của cái tháng của các bạn là mệnh kim, cho nên nó tương sinh. Điều này cho ta thấy là các bạn có cái phần hứng khởi hơn, dù rằng chúng ta có khó khăn ở cái phần tiền bạc ở giai đoạn đầu, nhưng mà về lâu về dài á thì mình sẽ có được những cái thuận lợi. Những mọi việc của mình nó sẽ có thể phát huy theo cái chiều hướng tốt. Thì các bạn hãy có niềm tin vào cuộc sống và bạn bè nhé. Thì Thu đánh giá là các bạn được khoảng 70 điểm. Thì như vậy là cái tháng 11, 11 và tháng 12 này là nó tốt đẹp hơn. Thì bài chia sẻ đến đây là hết. Cô mong rằng các bạn, chúc các bạn có nhiều sức khỏe nè, và cái công ăn việc làm của các bạn nó hanh thông thuận lợi, và các bạn đừng bi quan nha, tại vì đây là cô chỉ nói là các bạn đến cái giai đoạn đến phần trung niên thôi nha. Khi mà mai mốt các bạn qua qua cái tuổi nữa, nghĩa là qua cái giai đoạn lớn hơn á, giai đoạn hậu vận của các bạn thì nó sẽ coi vào cái ngày sinh giờ sinh của các bạn, thì nó sẽ giải mã cuộc đời của các bạn.
nó một cách nó rõ ràng hơn, chính xác hơn. Thân ái chào các bạn.